Alo, mến chào cả nhà. Hôm nay là đêm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chuyển sang năm 2021, một năm mới rồi cả nhà. Thì Lan Chivo xin chúc cho cả nhà, các cô, chú, anh chị và các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bước sang năm 2021 nhiều điều mới mẻ hơn. Năm 2020 vừa qua thì cả thế giới đã ảnh hưởng dịch Covid và mình rất là buồn rồi. Hy vọng một năm mới 2021 sẽ tốt đẹp hơn cho cả thế giới cả nhà. Ở đây là những hình ảnh của đường phố Nha Trang vào đêm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Bây giờ này thì khoảng 8 giờ tối rồi cả nhà. Đây là đoạn Mão Vòng. Đi thẳng đây là mình sẽ xuống đường Thái Nguyên, đại lộ Gia Long xưa. Giờ này Lan Chivo xin review cái cảnh đường phố vào đêm ngày 31 cho cả nhà xem. Mình thấy được cái không khí nó cũng có chút sôi động. Tuy nó không sôi động như những năm trước, năm ngoái, nhưng mà năm nay vậy là tình hình cũng sôi động rồi. Thì hiện tại là ở quảng trường là đang có chương trình gọi là countdown, đếm ngược thời gian để chào đón thời khắc năm mới 2021 của chương trình Beer Heineken tổ chức các cả nhà. Có gì Lan Chivo sẽ review ở đoạn đường rồi chút nữa có chương trình tổ chức ở dưới quảng trường Lan Chivo sẽ review tiếp cho cả nhà xem nha. Đoạn này gần ga Nha Trang. Nha Trang về đêm rất là đẹp, kiến trúc của Pháp. Đường phố thì có vẻ đông đúc hơn. Hôm nay người dân họ đi chơi để mà chào đón năm mới, cũng như xuống quảng trường để tham dự chương trình countdown cùng với Beer Heineken. Bạn trẻ đồ là mấy ngày này là cũng đi rất nhiều. Và không khí có vẻ nó không có đông đúc như hồi bữa Noel. Thời tiết Noel bữa đẹp hơn cả nhà. Hôm nay là thời tiết ở Nha Trang là có gió và lạnh hơn. Có hiện tại thì Lan Chivo đi ra đường cả nhà thấy gió không? Và hình như bây giờ trời đang mưa nữa rồi. Thời tiết không có được đẹp cho lắm. Trời đang mưa phùn cả nhà ơi. Giờ này mà ra biển chắc là gió lạnh lắm luôn á, gió kinh khủng luôn. Đi trên đường mà gió như này thì ra biển chắc gió nhiều, nhưng mà chắc cũng không thể nào làm cho không khí của đêm giao thừa nó trùng xuống được. Mọi hoạt động đã chuẩn bị sẵn hết rồi, đi Heineken là cũng đã lên chương trình hai ngày nay rồi. Gió như này thôi cũng được rồi, mưa nhỏ nhỏ thì cũng được, mưa lớn. Đoạn đây là gần quận Hoàng Xây ngã 6 này cả nhà, gần nhà thờ đá, nhà thờ núi đây. Để xuống đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hoàng Xây ngã 6. Không khí dưới quảng trường chắc là cũng đang rất là sôi động rồi cả nhà. Chương trình ca nhạc rồi uống bia miễn phí, bia Phong Độ. Chương trình giới thiệu sản phẩm mới của Heineken cũng như là chương trình countdown đếm ngược thời gian để chào đón thời khắc giao thừa. Có một năm mới 2021 cùng với bia Heineken. Đường Tôn ở nhà.
đúng là một năm rất là buồn cho cả thế giới. Cũng vì là giờ thời khắc sắp ra vừa năm nay của ở phương Tây thì các nước phương Tây thì nó vui hơn rồi. Giờ ảnh hưởng dịch Covid như thế này cũng cái việc đón nhau năm mới nó cũng sẽ buồn hơn. Cảnh sát giao thông đứng đường kia à, ngay góc đây là đường à, đường Nguyễn Thị Trục rồi đấy nha. Lai Châu đi qua đường Nguyễn Thị Trục đó, đường Nguyễn Thị Trục khi xưa là đường Lê Văn Diệp. Các chương trình đón năm mới rồi, chắc là cảnh sát giao thông cũng như là giao thừa cùng với festival biển 2019 đi ra đường là đông nghẹt, không có chỗ để xe luôn, đi bộ là cũng chen chân đi không được luôn. Hôm nay là nó đã khác rồi, hôm nay nó đã buồn rồi, còn ảnh hưởng dịch đấy, thời tiết cũng không được thuận lợi cho lắm. Này góc đường Bạch Đằng và đường Nguyễn Thị Trục. Trời đang mưa vùng vùng, lái bộ chạy nhanh xíu nha cả nhà. Đây là những đường cột giao nhau với Nguyễn Thị Minh Khai. Ở góc này là bán trái cây, mấy đợt trước là khách nghe đồ các Trung Quốc rồi họ mua cái cây đoạn này nhiều lắm, đông lắm. Tại đây có nhiều chút nữa là Live Vô sẽ review tiếp cái khu quảng trường cho cả nhà xem nha. Xin chào cả nhà.